Chào người, mình là Trung, bên kênh máy khoan bên cũ nha người. Hôm nay tiếp tục quay máy khoan thùng cho người xem lựa mua nhé. Đấy, đầu tiên là một thùng máy khoan Ryobi nha mọi người. Thùng máy khoan Ryobi này, siêu phẩm nha mọi người. Đây, đây là con máy khoan Ryobi 7V2, cực đẹp luôn. Con này sưu tầm được nha mọi người, sưu tầm rất là đẹp luôn. Đây, điều tốc thắng ok, đảo chiều nè, nhanh chậm nè, chế độ chậm nè, chế độ nhanh nè, đào không cạc nhé. Nó có 20 cấp trượt một cấp khoan nha mọi người. Đấy, 20 cấp trượt một cấp khoan. Đấy, vỏ pin còn cầm nhé. Vỏ pin còn cầm. Mình không bao cầm pin nha mọi người. Mình bán lúc nào xem như vỏ pin cả. Con này rất là đẹp luôn. Ok, để mình thử quả pin cho mọi người xem nhé. Ok nha mọi người. Đấy, cục sạc còn sống nha, siêu đẹp. Số 1 bộ này 580.000 nha mọi người. Số 1 580.000. Theo số 2 nha mọi người. Thùng Ryobi tiếp này. Một thùng Ryobi tiếp này. Thùng này cũng rất là đẹp. Đây, con máy Ryobi 7V2 nha mọi người. Đấy, xem này. Ok, đấy, trái phải ok, đầu không cạc nhé, nhanh chậm này, chế độ chậm này, chế độ nhanh này. Ok, pin còn cầm nha mọi người, pin còn cầm nhé. Mình thì mình không bao cầm pin, bán xem như vỏ pin thôi, nhưng mà mình sẽ cố gắng thử vỏ pin nào được bỏ vào đây cho mọi người. Đấy, rồi ok, để mình thử quả pin tiếp theo cho mọi người nhé. Cục sạc còn sống nha mọi người. Đây, cục sạc còn sống nha. Ok,
Đấy, bộ số 2 nha mọi người, số 2. Bộ này bộ số 2. Số 2. 550.000. Số 2 550.000 nha mọi người. Số 4 nha mọi người. Số 4. Đây là một thùng máy bắn keo. Bắn keo nha mọi người. Thùng máy bắn keo 74. Đây. Không có vỏ pin nhưng mà con này là dùng cái pin li-ion nha mọi người. Bữa trước mình có về con có vỏ pin. Nhưng mà giờ con này thì không có vỏ pin nhá. Đấy. Còn đây là nút này, mình nhấn vào đây là mình sẽ kéo được cái này ra. Đấy. Đây. Khi mình nhấn cò là cái này nó lại chạy vào nhé. Để mình lấy pin mình kẹp mình thử cho mọi người xem. Rất là khó kẹp, mà để mình chích đây mình bóp cho mọi người xem. Đây mọi người. À. Ok. Này vừa bắn keo vừa bắn bắn ống silicon, ống keo rồi nhiều loại lắm nha mọi người. Đây. Gắn ống vào rồi để cái này vào. Đấy. Ok. Đấy, về mọi người lau sơ cái này cho nó sạch sẽ đi nữa. Còn con máy thì rất là mới nhé. Đây. Số 3. Số 3. Con này 340.000. Số 3, 340.000 nha mọi người. Số 4 nha mọi người. Số 4, một thùng Makita. Đấy, thùng Makita. Đây. Đây là con máy bắt vít Makita. Bắt vít Makita 9V6 nha mọi người. Con này thăng rời thăng ngoài rất là mạnh nhé. Điều tóc thắng. Ok. Đào không rơ, không cạc nha mọi người. Đấy, hơi kêu một tí.
Để mình thấy gói bánh nữa nha mọi người. Con này là con số số bốn, số bốn. Con này à 96 Magita, con này à 690.000, 690.000 nha mọi người. Số 5 nha mọi người, số 5, một thùng Hitachi. Thùng Hitachi. Nhưng mà thùng này là thùng máy điện nha mọi người. Đây. Nó về sao mà nó sót ở trong này con máy điện. Đấy. Sót trong này con máy điện nha mọi người, máy Hitachi này. Đấy. Hitachi. Điện 100V, 530W. Đấy. Ok. Con này khoan có khoan búa nha mọi người, khoan búa. Có tay cầm này. Đấy, vặn tay cầm vào. Ok. Nhưng mà lúc mọi người bỏ ông hộp phải tháo tay cầm lại cho nó cắn. Bây giờ mình sẽ cắm điện thử cho mọi người xem. Đấy. Cái độ búa đó nha mọi người. Này. Không búa này. Khoan không này. Con này búa mạnh dễ sợ luôn mọi người. Búa mạnh lắm, rất là mạnh luôn. Đấy. Ok. Đấy, này, mình thử búa cho mọi người xem nhé. Búa rất là mạnh nha. Cò có điều tóc nha mọi người, cò có điều tóc nha. Này, điều tóc này. Ok. Con điện Hitachi. Đấy, điện 100, 110, 120 gì đó xài cũng được cả. Ok. Về mọi người có thể, nếu mọi người có thể thì lên 220 mình dùng nhé. Đây. Khoan tường nha mọi người. Đấy, có chế độ búa nhé. Đây là bộ số 5. Số 5. Bộ này 500. Số 5, 500 nha mọi người. Tiếp theo số 6 là một thùng Hitachi nha mọi người, thùng máy khoan Hitachi. Đây. Mắc hai cái mắc rồi. Máy khoan Hitachi. Đấy. Con này là máy khoan Hitachi. Đây, mọi người này, 7V2 nha mọi người. Máy khoan Hitachi 7V2. Đấy. Trái phải ok nhá. Đào không bị cạt nha mọi người. Có nhanh chậm nè. Ok. Còn cái chốt đây luôn.
Đấy, vỏ bình còn cầm, mình không bao cầm, cục sạc còn sống nha mọi người. Đã xem như vỏ bình. Con này ở phía sau nó có cái khe để mình nhắc cái hai cái đầu đầu vít cho mọi người. Đầu vít đồ mình nhắc vào đây. Hai cái khe này để nhắc hai cái khe này để nhắc được hai cái đầu vít nhé. Đấy. Nhanh chậm. Cái đồ chậm này. Nhanh này. Đấy. Ok. Rồi để mình thử quả pin kia nhé. iPhone 2 Hitachi đời cổ. Ủa. Giờ cái chăn rồi. Về mọi người vệ sinh cái chăn đi nhé. Ok nha mọi người. Đấy, nó có 5 cấp trượt, 1 cấp khoang này. Đấy. Đấy. Bộ máy khoan Hitachi 7/2 trái phải ok. Đầu không bị cạt nhé. Sạc còn sống, hai quả pin còn cầm nhưng mà mình không bao cầm. Bán xem như vỏ pin nha mọi người. Bộ này là bộ số 6. Bộ số 6. Số 6, bộ này 370.000. Số 6 370.000 nha mọi người. Đây, số 7 nha mọi người. Số 7 là một thùng máy khoan Black Decker. Máy khoan Black Decker nhé. Đấy. Khoan Black Decker. Con này thì khá là đẹp nha mọi người. Khoan Black Decker 9/6. Khoan Black Decker 9/6 nha. Đây. Con này á thì cục pin nó hư rồi, cục pin nó hư rồi, cục sạc nó còn sống nha mọi người. Cục pin thì mình sạc mình không thấy nó vào nữa. Mình sạc mình không thấy nó vào nữa. Mọi người về có thể tự kiểm tra. Bây giờ mình sẽ kẹp thử máy cho mọi người nhé. Sẽ cố gắng mình thử cái máy cho mọi người thôi. Đây. Điều tốc thắng ok nha mọi người, đảo chiều nè. Đấy. Hai mươi hai cấp trượt một cấp khoan nha mọi người, 9/6, 22 cấp trượt một cấp khoan. Đấy. Ok nha mọi người. Ok. Máy chạy êm, 22 cấp trượt một cấp khoan, trái phải ok, điều tốc ok, thắng ok nhá. Này, tên của nó này. Tiếc quá là bộ này quả pin mình sạc mình không thấy nó vào nữa, không biết nó bị hư cái gì rồi. Mọi người về kiểm tra xem thử, tại vì quả pin mình thấy rất là mới. Không biết là ở trong nó có sổ dây điện hay là nó bị oxy hóa dây điện gì không thì mọi người về kiểm tra thử nhé. Đấy, còn máy thì chạy rất là đã. Ok, cục sạc này còn sống này mọi người nè, cục sạc còn sống. Cắm còn lên đèn nhé. Ok. Đây. Thùng này nó có cái chỗ này để bỏ đầu vít đầu khoan nữa mọi người nè. Nó có chỗ này để bỏ đầu vít đầu khoan nữa nè. Đấy. Ok. Không có hai móc nha mọi người, về móc hai chỗ này mình mọi người về tự chế nhé. Chế đơn giản thôi. Đấy. Bộ này là bộ số 7. Số 7. Số 7, bộ này 540.000. Số 7 540.000 nha mọi người. Số 7 540.000. Ok.